Ấy yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Dạo gần đây có một cái thể loại game khá là hot ở trên Roblox, đó chính là xếp hàng để làm một cái gì đó. À, mình cũng đang làm ra một vài video liên quan đến cái thể loại game này rồi, đó chính là xếp hàng để đi ế đấy. À, xếp hàng được để được lên thiên đường. Ngày hôm nay thì sẽ là xếp hàng để đi tử hình. Ôi giời ơi. Tại sao lại là xếp hàng để đi tử hình nhỉ? Hay là đẹp dai quá lúc nào cái tội bị bắt để đi tử hình các bạn ạ? Ôi không dài dòng linh tinh lươn thuyên nữa, mà trước khi vào video đừng quên để lại cho mình một like và muốn đăng ký kênh và đặt bật nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Và nhớ là xem quảng cáo ủng hộ mình nha. Có bây giờ thì để xem là tử hình nó như thế nào. Let's go. Đây rồi, Huy Lê TV. Tội phạm IDK là sao? Bản án là chết tử hình. Ở thời gian thực hiện là 2 ngày tới. Sao 2 ngày nữa là mình phải gọi là châu ông báo vải à? Lỗ đen. Lỗ đen nhỉ? Chẳng nhẽ là triệu hồi lỗ đen xong rồi hút mình vào không đấy? Thế thì làm sao mà biết vào trong hố đen có chết hay không hả các bạn? À, và đây là chúng ta đang xếp ở thứ tự bao nhiêu đây? Ui, 13. Ui, vậy là chúng ta... ở đâu? Đây là mười mấy nhỉ? 13 đúng rồi. Ui, chết rồi. Thì còn có 13 người nữa là mình lên thớt rồi các bạn ơi. Ảo à, thật đấy chứ, như các bạn có thể thấy là bản án tử hình là một trong những... À không, là một cái bản án gọi là nặng nhất trong tất cả các bản án rồi các bạn ạ. Tù chung thân thực ra là cũng nặng đấy, thế nhưng mà không nặng bằng tử hình. Tử hình là một phát đi luôn, còn ở tù chung thân là các bạn sẽ phải ngồi trong nhà tù cả đời, suốt cái thời gian mà các bạn bị mắc tội cho đến lúc mà các bạn đi hẹo đấy, là gọi là tù chung thân. Còn đây là tù tử hình, là một phát là các bạn hẹo ngay các bạn. Toàn sừng. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại khoan đã. Được rồi, nhưng mà thực ra là kiểu khi mà chúng ta bị tử hình ở trong cái tựa game này thì không biết là chuyện gì nó sẽ xảy ra, nhưng mà tôi vẫn đang thắc mắc là tại sao lại tử hình tôi làm cái gì. Tôi chỉ có một cái gọi là ăn hơi nhiều một tí thôi chứ sao lại tử hình tôi. À, ở đây là tôi đang có 1.2 tỷ rồi các bạn ạ. Để xem nào, những cái giao diện ở đây là có cái gì mới đây các bạn. Khóa này là khóa gì đây? Khóa bị nhỉ? Nhà tù bị khóa là sao? Tức là chúng ta không bị tử hình nữa hả? Ây giời, nhưng mà chúng ta đang xếp hàng để được lên tử hình mà các bạn. Nhạc này, mời bạn bè này. Cái gì đây? Tự động nhập là cái sao? Tự động nhập là cái gì? À chắc là kiểu như là tự động để kích tiền để đi lên mà. Nhưng mà tôi sợ chết lắm các bạn ạ. Nhà tôi có mẹ già em thơ. Ôi giời ơi, tôi không hiểu sao tôi lại bị bắt vào trong cái tù này nữa. Rồi ok. Chúng ta sẽ có một lại mất 49 Robux để quay. Mà tôi không hiểu quay là cái gì. Chúng ta sẽ có 500 tiền này, 50 tiền này, táp chôn này. Chôn này là sao ta? Và một cái aura. Đi tù mà cũng có cả aura, nó ảo thật đấy chứ. Đi tù có sức mạnh để làm cái gì, đường nào mà chả chết. Rồi cái này là trả thù à? À trả thù là trả thù những cái tên nào mà kiểu là đẩy mình đi xuống các bạn. Ví dụ là mình đấy, mình đang từ 12 lên 11 đúng không? Mà tự nhiên cái ông 12 này mà trên hàng của mình là mình cho một quả gậy bóng chè vào đầu cúc là Amalie ngất ngay. Lừa đảo. Nó có một cái bảng mới nha các bạn ơi. Lừa đảo là sao? Ơ kìa. Lừa đảo đó. Lừa đảo là như thế nào? Thì ra nó lừa mình các bạn ạ. Tôi bấm vào lừa đảo. Đấy, sẽ hiện ra một cái bảng như này. Và tôi bấm vào cái nào thì nó cũng sẽ bắt tôi nạp Robux. Đấy gọi là lừa đảo. Và tôi đã bị lừa. Không biết là các bạn nào bị lừa không thì mình ở bên dưới. Cày thật đấy. Biểu cảm là cái gì đấy? Đá quý. Đâu? Đá quý là cái gì đấy? À đáp. Yo, ui, cái chen này từ lâu rồi, đầu nhà quê bây giờ mới bắt đầu làm. Đây là cái chen này là các bạn có thể biết là cách đây là tầm khoảng từ cái hồi mà tôi và cái khoảng mà tầm từ 2016 2017 đến bây giờ là 2024 rồi các bạn ạ. Quá lỗi mốt. Đây là kiểu mấy anh ra đen chào nhau kiểu hay. Yeah, what's up bro? Kiểu thế. Đây là tươi mát là sao? Ôi giời ơi. Gì đấy? nhảy điệu gì đấy các bạn ơi? Cái này là nhảy điệu gì? Dân tộc Hơ Mông, dân tộc Hơ Miểng. À đây mới là dân tộc Hơ Mông rồi các bạn ơi. Máy khóa này là cái gì đây? À mấy cái này là mất Robux các bạn ạ. Chúng ta chỉ được dùng 3 cái này thôi. Ok, vậy là tất cả mọi thứ ở đây cũng chả có gì khám phá. Tại vì sao ạ? Tại vì toàn là mất Robux của tôi. Cái người chơi không bao giờ nạp Robux các bạn ạ. Tại vì sao? Tại vì đố nghèo khỉ. Đấy là các bạn nhớ like video và đăng ký kênh và đặc biệt sẽ làm quảng cáo nhá. Bây giờ là tôi có 2 tỷ rồi. Các bạn tin một phát là tôi lên được top 1 không? Đây này, chỉ cần một vài cái cú kích chuột thôi. Đây. Cái cửa này là cửa phòng giam này các bạn ơi. Thời gian của bạn đã đến. Anh ơi, nhưng mà em không muốn thời gian của em đến đâu anh ạ. Em vẫn muốn thời gian của em trôi từ từ thôi. Nhưng mà tôi vẫn khá là tò mò xem là cái hố đen nó là cái gì này. Tôi sẽ đi lên, một phát đi lên luôn này các bạn. Tiền tôi mất khá là nhiều rồi. Ôi tôi tưởng thế nhiều tiền lắm rồi mà đi được có 3 bước vậy. Ảo thật đấy, vừa mới lên được có 3 bước xong rồi ông ấy đuổi tôi lên. Ui, sao cái ông ấy đang ở trên này tự nhiên bị đuổi về ra.
khả năng ở trên này có ông nào dùng Robux rồi. Sức mạnh của người có tiền nó là như thế đấy các bạn ạ. Nên là tôi đi lên luôn. Ui giời ơi, sao nhích được có một bước vậy? Tôi cảm giác tôi... Ở đây tôi đang cảm giác tôi như gọi là cái tay say rượu các bạn ạ. Đi hai bước lùi một bước kiểu kiểu vậy. Đấy ấy, tôi... Sao lại cứ lùi đây? Sao mấy ông này như gọi là háu chết lắm hay sao? Ôi dồi ôi, tử hình mà cũng cạnh tranh nhau như kiểu là đi mua mớ rau ngoài chợ này. Nào, nhường tôi, nhường tôi. Tôi già bạc hết cả đầu rồi, tôi già rồi. Nên là nhường người già và trẻ sơ sinh chứ. Mà trẻ sơ sinh ai mà đi tử hình nhỉ các bạn ơi. À, cái gì đây? Chỉ mục. À, vậy là chúng ta sẽ có 7 tội danh. Đúng không nhở? Và vậy là chúng ta sẽ có 7 cái tội danh ở đây. Chúng ta sẽ mở khóa dần dần kiểu vậy. Mà không biết là video này có đủ dài để chúng ta có thể mở khóa được 7 cái không. Nếu mà các bạn muốn tôi mở khóa nhanh thì hẹn gặp lại các bạn sau 5 phút nữa. Để tôi đi chết luôn, xong rồi tôi cho các bạn xem là cái chết đấy là cái gì. Và cứ thế thì là 7 lần trong video này, ok. Go, you man, you not. Lên hạng 1, ok ạ. Ui, tôi thấy còn có mười mấy giây. Ơ, ông này tên là gì đấy, kỳ cục vậy. Đi đây, Bình Vàng Ben Nho đã họ gì đấy. Họ nhìn tôi hài hước là sao? Họ cười tôi vì tôi không giống họ. Tôi cười họ thì họ lại đánh tôi. Làm sao? Đây rồi. Còn một phút nữa, ơi trời ơi. Ông này, ui, cái gì đấy? Bà Lý bị sao rồi? Ui, thôi, cho cháu quay xe. Thôi cháu quay xe, cháu muốn đi về, cháu không xe bàn ở đâu, cháu nhìn thấy người ta bị cháu nhìn thấy người ta bị tử hình, bị lôi sạch sạch như một con chó như thế, tôi sợ quá rồi. Ôi ôi, cứu, cháu không muốn xe bàn ở đâu, chú ơi, cho cháu về, làm sao cho cháu để lùi lại được bây giờ. Lùi ở đâu đây, bấm nút nào để lùi, à không, nút này để lên rồi. Không được rồi, số phận đã sắp đặt, tôi chuẩn bị tử hình rồi các bạn ạ, xin vĩnh biệt các bạn. Nhưng mà vĩnh biệt lần này thôi, còn tận 7 tội danh nữa cơ mà các bạn. Ôi giời ơi, lo cái gì. 18 giờ à? Bây giờ tôi ngồi tôi đếm này, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ok. Rồi, nào đừng để đến phút cuối mà đuổi tôi xuống là tôi một phát tôi đá bay đầu ông ngay nhé. Ông đừng có bao giờ, để rồi. Vào. Đây là gì đấy, hố đen. Ơ, chết rồi, ơ. Xin vĩnh biệt hố. Chết rồi. Dưới hố đen có gì đấy? Thiên đường. Yo. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, ở hiền ắc sẽ gặp lành. Tôi sống có phải là tội lỗi gì đâu mà bắt tôi vào đây xong rồi tử hình tôi. Bây giờ tôi được lên thiên đường rồi. Ông hối hận chưa, trời ơi. Bốc phét ít thôi. Thằng nào thì tôi chết rồi, thì làm sao mà người ta biết mà người ta hối hận được ơi các bạn ơi. Rồi ok, chúng ta sẽ được 2 phút để được lên thiên đường mà chúng ta ngắm thiên đường như thế nào. Như tôi đã chơi ở cái phần chơi trước là tôi đã được xếp hàng để lên thiên đường và chúng ta sẽ biết thiên đường ở trên đấy nó như thế nào rồi. Còn ở đây sao mà xa thế? Ui ôi, cái này làm tôi liên tưởng ngay đến cái thước phim mà gì ạ? Con trong Tom với Jerry, cái con Tom nó được nó cũng xếp hàng để nó lên thiên đường ấy các bạn. Thì phim đấy khá là bựa, tập đấy khá là bựa, bạn nào chưa xem thì nhớ xem đi. Còn bây giờ tôi đang leo lên không khác gì cái con tôm lúc đấy luôn các bạn ạ. Đi là bỏ chân luôn đấy chứ. Thề luôn, chết rồi mà vẫn bắt tập thể dục. Đi thế này hao bao nhiêu cân mỡ của tôi. Nhưng mà tôi cũng đang muốn giảm cân các bạn ạ. Chẳng nhẽ đây là một cái ẩn dụ gọi là cho tôi một chút động lực để tôi tập thể dục ở ngoài đời sao? Hơi nhanh, lâu quá, nhanh lên. Ui, ở trên kia tôi thấy có một vài cái dạng dừa. Alo, hình như là lên thiên đường rồi chúng ta lại được quẩy DJ với lại... ngắm các cô em xinh tươi trên bộ ngoài ngàn các thứ này ơi, biết ngay mà chuẩn bị này. Cái kia có hồ bơi, có DJ, có cả sàn nhảy luôn, nhưng mà sao không có cô em nào thế? Ôi chao, chán đời thế nhở. Ơ kìa, à đứng lên xem có nhảy được không. Xa. Nhảy ngay, bay ngay, đời hư áo đưa em vào cơn mê. Bị điên à? Sao nhảy có mỗi một điệu vậy chú ơi? Ôi cái gì đây? Cho tôi làm ngắm mắt. Tôi nằm phơi nắng, người ta bảo là nằm phơi nắng để chill, nhưng mà tôi nằm tôi cắm đất, tôi cắm đầu xuống đây luôn rồi các bạn. Ảo thật đấy, ơ kìa. Này dậy đi ông cháu ơi, hết giờ để tham quan rồi bây giờ ấy chứ. Anh ơi, anh gì ơi. Ui, ok ông này, ông ấy làm DJ hết từ game này sang đến game khác, ông ấy đắt sâu thế nhở. Anh ơi, anh nhận em làm đệ tử với. Dạo này em nghèo đói quá, cho em đi diễn sâu cùng anh nào. Em đi ba đây say hi, yeah.
À, anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây. Thôi thôi thì thôi em không làm đệ tử của anh đâu, chắc anh đánh nhạc chán quá nên là không có ai ở vào đây nghe gì. Thôi, anh ở đây chơi vui vẻ nhá, em đi về em xếp hàng tiếp đây. Bây giờ em là còn tận 6 tội danh nữa, em đang còn muốn khám phá các bạn ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ quay trở lại sau 10 phút nữa để xem cái tội danh tiếp theo của tôi là gì nhá các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đến bản án tiếp theo. Ui giời, còn tận 30 giây này thì chúng nó đuổi tôi xuống mất các bạn ơi. Cố lên, còn 30 giây thôi. Chắc bây giờ là còn tầm khoảng 15 giây. Đúng không? Tôi lên này. 8 tỷ. Nào lên 8 tỷ 5 đi để bấm cái nào. 3. Ôi ok. À, trời ơi, không được. Trời ơi. Ấy đừng có như thế chứ. Ông kia bỏ cuộc rồi các bạn ơi. Nào, đúng rồi, chuẩn bị lên 8 tỷ. Nào. Còn em đi trước. Làm gì có chuyện em đi trước. Ô, nhưng mà từ các bạn ơi, tôi đang dùng vùng vẫy này các bạn. Sao cái dây thừng gì mà nhìn giống như kiểu là cái xúc xích vậy? Ôi, lo tòi phòi cho các bạn ơi. Vâng, và đó là cái kết cho tử hình bằng tàu hỏa các bạn ạ. Và chúng ta lại phải lên thiên đường. Ui, sao nhưng mà cái cutscene nó lâu vậy? Thôi tôi nghĩ là thôi các bạn ạ. Tôi mở ra hai kết nó quá là mệt rồi các bạn. Các bạn có biết là tôi đợi trong bao lâu không? Tôi đợi trong tầm khoảng 30 phút cho một cái kết các bạn ạ. Tôi thấy là video này khá là lâu các bạn ơi. Nên là tôi rất là khá là nỗ lực rồi mà để mở được ra hai cái kết. Và chúng ta còn 5 cái kết nữa. Nếu như các bạn ủng hộ tôi sẽ làm phần 2. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đặc biệt là bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, peace.